Hello, good morning mọi người nhá. Hiện tại ở bên Texas mình đang là buổi sáng. Trời mới có 8 rưỡi 9 giờ sáng mà nó đã nắng phừng phực lên rồi mọi người ơi. Lần trước mình quay ở chỗ này thì là trời mưa, hôm nay trời rất là nắng đẹp luôn. Thì lần trước được sự ủng hộ của mọi người rất là nhiều khi mà mình quay về cái tiệm nail nơi mình làm việc. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chủ đề nhưng mà sẽ nói về cái vấn đề thu nhập của thợ nail nhá. Thì mọi người biết là mình qua Mỹ được gần 10 năm rồi, còn vợ mình là qua được khoảng 15 năm. Và vợ mình làm nail là 12 năm, tức là có tay nghề khá là giỏi. Có thể làm mọi thứ được, từ đắp bột này, làm dip này, làm design này, vẽ trên móng, vẽ các loại kiểu luôn. Thì hôm nay mình muốn show cho mọi người xem là thực sự thợ nail ở bên này làm có tiền hay không mọi người nhá. Nhiều khi cho những bạn mà có ý định muốn qua Mỹ hoặc là chuẩn bị qua Mỹ định cư thì có thể mình học nghề nail ở Việt Nam và mình sang đây làm. Thực sự với mình ấy, nghề nail này đem lại cho mình rất là nhiều thứ, từ nhà, từ xe cho tới việc mà có tiền để sinh hoạt, đi du lịch trong cuộc sống. Ở bên nước Mỹ này theo mình ấy thì người Việt Nam đi làm nail là kiếm tiền nhanh và dễ nhất. Tất nhiên nó cũng có những cái mặt trái của nó, nhưng hôm nay mình chỉ muốn nói đến những mặt tốt của nghề nail. Ok, cùng đồng hành với mình để xem một ngày ngày hôm nay vợ mình làm được bao nhiêu tiền các bạn nha. Ok các bạn, đây là người khách đầu tiên mà vợ mình đang làm nhá. Đây, làm này là làm gì vậy? Đít thôi, đít trên móng tay thiệt rồi vẽ bốn ngón. Vẽ bốn ngón à? Thế bộ này là bao nhiêu tiền? Chưa biết, xong vẽ xong mới biết rồi. Ok, đây là người khách đầu tiên và là khách hẹn của vợ mình với cả chị Nancy nhá. Đây, chị Nancy đây là làm chân gì vậy? Đít for collagen. Oh. 70 đồng. Chị Nancy làm chân này là 70 đồng. Ok, đây người khách đầu tiên này. Móng thiệt nhưng mà một nó bị gãy, gắn vô thôi. Thực ra là làm nhúng bột trên móng thiệt này nó rất là nhanh mọi người ạ. Khoảng 40 đồng. Vẽ nữa thì có thể lấy thêm được 10 đồng vì đó, không biết. Vẽ 4 ngón cho 15 đồng. Khoảng 55 đồng bộ tay này. Lát nữa mình sẽ quay cái thành phẩm cho mọi người xem nha. Trên tay mình đang cầm cái tập lương của thợ làm trong tiệm tuần trước nhá. Bây giờ mình lát nữa vợ mình làm xong mình sẽ cho mọi người xem cái income một tuần của vợ mình được bao nhiêu. Ok, vợ mình tuần trước là làm 5 ngày. Thì bây giờ mình sẽ đi phát lương cho mọi người trước này. Mình chỉ có thể tiết lộ được lương của vợ mình thôi. Ok. Cô Vi vừa mới nhận được lương này. Happy không cô? Happy chứ nhỉ? Có gạo vào nhà happy. Thực sự là mọi người ạ, ở bên Mỹ này mà người Việt mình chỉ có đi làm nail này là income này ok nhất rồi. Đi làm hãng cực khổ lắm mà cũng không có mấy tiền. Đúng không chị? Đây, lương của mọi người đây này. Mình sẽ phát cho mọi người lương. Đó, đây của chị Nancy này. Giày cộp luôn này. Thank you so much. Okay. Dày chứ sao lại không dày. Đó đây mọi người, lương của chỗ này phải hơn chục bảng lương. Vợ mình deep xong rồi, bây giờ đang design nhá các bạn. Vẽ gì vậy? Vẽ cái giống bản thôi. Vẽ giống trong hình kìa mọi người. Đó, vẽ cái này lên tay. Cái này chắc là cũng dễ thôi. Mấy cái lá này. Right here. Okay. It's close to your shirt. Okay. It's this one too bright. I think. Đó, hoàn thành bộ nail rồi. Sơn bóng xong rồi mọi người. Đấy. Khách khá là hài lòng bộ nail này mọi người ạ. Bộ này mình lấy 55 đồng nhá. Đấy.
khát quen cho nên lấy rẻ thôi. Bình thường là 60 nhỉ? Ừ. Ừ. Làm trong vòng một tiếng ấy. Hơn một tiếng mới xong mọi người. Mọi người nghĩ vẽ cái gì cho bảo. Tại em không biết vẽ cái gì cho bảo. Hơn một tiếng là làm được 60 đồng. Chia ra nữa là được khoảng 40. Đó, coi như là được 40 đồng một tiếng đầu tiên đến tiệm nail. Vừa làm xong một con khác rồi được gì 55 đồng. Lại bẻ cho bao nhiêu tiền nhỉ? 10 đồng tiền tây. Ở đây thì khách cho nhiều tiền lắm. Nói tóm lại là nhiều khi 40 có người cho 10, 15, 20. Ở đây khách rất là sang. Tiền tê có tôi mình làm ít nhất là 300, nhiều nhất là 500. Nhưng mà thường thường là hàng cao, thường thường là được khoảng từ 400-500 một tuần tê mà làm 5 ngày nhé. À, đây là bên ngoài của cái tiệm nail, mọi người thấy đẹp không? Đấy là mùa hè nhá, mùa thu này. Cây này nó vàng lá hết luôn mọi người. Đó, tiệm nail này, Nail Lux. Đấy, vợ mình ngồi ở đây luôn. Hôm nay tranh thủ ra phỏng vấn vợ mình xem là hơn mười mấy năm làm nail rồi thì cảm giác cái thu nhập của nghề nail là như nào, đủ sống nuôi mình hay không, và có hối hận khi đi làm nail không? Mình chả bao giờ hối hận. Cái nghề nail này nó là một cái gì đấy thiên đường. Tại vì không có nó thì mình không có ngày hôm nay. Nói thật sự ra có nó này, ngày xưa cái lúc mà mình sang Mỹ này mình không biết một cái gì. Mình là tuổi đang đi học. Nhưng giờ nhờ gì mình hướng dẫn mình đi làm nail, xong mình mới có ngày hôm nay. Thì khi mà mình đi làm cho gì mình được một năm thì mình qua Texas. Thì mình vừa đi làm, mình có cái số tiền từ nail này này, mình vừa trả được tiền nhà. Rồi mình có đi học, mình có đi học trong cái thời gian đấy, học tiếng Anh. Rồi khi mình học tiếng Anh xong cái mình lên, ở Việt Nam gọi là cái gì, cao đẳng à? Lên cao đẳng đúng không? Đấy, thì mình học một thời gian thì mình lấy chồng mình mới nghỉ đi học nữa. Và chuyên tâm vào đi làm nail luôn. Thật sự ra mình thấy nó là một cái gì cái quý giá vô cùng. Ai nghĩ là nail này là cái gì đấy nó không đàng hoàng hay gì là không có. Thật sự ra nó là một thiên đường. Mình cảm giác nó hạnh phúc lắm bởi vì nó giúp mình gặt hái ra tiền. Cái sợ nhất ấy là mình sợ là không có sức khỏe để đi làm thôi. Bởi vì nếu mà được đi làm kiếm ra tiền là hạnh phúc nhất của mỗi một con người rồi. Đối với mình có tiền là một hạnh phúc. Bởi vì kiếm tiền mới là cái sự lựa chọn tốt nhất. Mà trong khi đấy ví dụ như mình không làm được gì hết, thật sự mình chả có sức khỏe để bê nặng hay làm cái gì, hoặc là mình cũng chả đi học được tới nơi tới chốn, thì mình phải biết rằng mình đang muốn làm gì. Thì cho nên mình nghĩ là nail sẽ là cái cơ hội cho nhiều người để đi làm kiếm ra tiền. Bởi vì mình vừa được tiền làm, mình lại còn được cả tiền tê nữa. Mình nói thật luôn là một tuần có lúc mình kiếm được 2.000, 2.500 và thấp nhất là 1.500. Cái đấy là sự thật. Bởi vì bây giờ thì mình cũng bắt đầu giống như gọi là có tuổi rồi ấy, làm không có được nhiều, làm vừa làm thì mình cảm giác 1.500 đối với mình là cao nhất. Bắt đầu khách vô tiệm rồi. Vợ mình đang làm báo khách thứ hai nhá. Cái này thì là làm cắt da với cả sơn thường. Đây, để mọi người xem cái menu. Đây là làm chân nhá. Tay này. Tay 17 đồng, 27 đồng và 37 đồng. 27 đồng là cái này là vợ mình đang làm này. Đó. Chỉ có cắt da rồi thì sơn rồi thì massage với cả cái wax thôi. Đó. Đấy, đang cắt da này. Đấy. Cái tay này là mình phải cho cái paraffin này vô nhá. Đó, cái nến này. 27 đồng. Cần 38. Ok. Bây giờ lấy khăn nóng này. Đi lên. Đấy, cái tay này 27 đô là vậy này. Cái này gọi là đi gặt hái. Đi gặt hái biết không? Ngày xưa mình đi làm lúa, gặt lúa. Cái này gặt hái để không biết. Thế thôi. Không sao đâu, cứ tự nhiên đi chị. Em quay tự nhiên mà. Đó, bây giờ bắt đầu lên
cho vô tay khách massage một chút là xong. Cho vô là phải massage tay khách như vậy mọi người, thấy không? Đó, kiếm được tiền cũng không dễ đâu các bạn. Bây giờ mình đang ăn cơm này, làm xong ba người khách đó, phòng ăn cơm vừa làm cái chân 28 đô, nhưng mà được khách người ta cho 9 đô tiền mặt nhé. This is all I need, money, cash. Xong rồi chuẩn bị lên làm thêm một cái chân nữa. Hôm nay vô đoàn chân rẻ tiền với à, đoàn chân 28 đồng không. Mà đôi khi làm chân nhỏ ấy mà khách cho tiền tê nhiều ấy cũng là gỡ lại được ấy các bạn. Ở đây khách cho tiền tê được. Cái này rỗ xếp gì vậy? Almond xếp à? Đó, đây là đang đắp bột nhá. Cái mùi liquid này độc hại lắm mọi người ạ. Đúng phát là đắp rồi, là cục bột nó chảy ra. Đấy. Bộ này có design không? Không. Không design chỉ đắp màu, màu trắng à. À, bây giờ đây giữa này, tròn silicon này các em. Silicon tròn thì không bị vỡ. Nên làm cái nghề gì cũng phải có kỹ thuật. Làm cái gì cũng phải có kỹ thuật đó. Giờ giữa tròn silicon này, thấy không? Khi mà nó mọc ra, nó thấy cái đường hở. Khi nó mọc ra, nó êm ôm luôn vào cái bàn tay. Bộ này em làm được mấy chục, năm chục bộ này. Cái ba vừa xong cho em 15 đồng, kiểm tê tay 50. Bây giờ bóc lên cho mọi người xem đi. Thì thật sự ra mình cũng không thích cái vụ mà khai báo tiền tê đây, nhưng mà tại làm YouTube mình khoe cho vui nhá. Tuần vừa rồi rất là vắng, thật sự ra là như vậy. Mình làm tuần vừa rồi ở đây thì mình làm có lúc 5 ngày, có khi 4 ngày, có khi vui thì làm 6 ngày, nhưng mà thường thường mình làm 4 tới 5 ngày, có khi mình làm có 3 ngày. Nhưng mà tuần vừa rồi là mình làm 5 ngày và tuần vừa rồi rất là vắng. Thì bây giờ mình cho mọi người xem này, cái tổng số tiền mình làm là cái total sale này là 2036, và cái tổng số tiền chia ra là 1002 cộng thêm 208 vào nữa là ra 1500, 1500 tiền làm nhé. Thì đây là 1500 cộng với cả tiền tê. Thật sự so với một người biết làm bột như mình, có nhiều người họ làm rất là nhiều tiền. Như vậy là so với người ta, nhiều người họ chê là ít nhá. Có nhiều người người ta làm 2000 một tuần nhá. Nhưng còn có người giỏi hơn thì mình không biết, maybe cái tiệm đấy nó đông khách. Nhưng mà ví dụ như là mình ấy, thì thường thường ấy, căn bản mà làm 5 ngày đã có ngày mình lãnh được 2000 là có thật nhá. Là giống như là cái tuần đông, tuần lễ là mình làm từ 2000, chưa kể tiền tê nhá, cộng tiền tê là 2500. Bởi vì ở đây khách cho tiền rất là nhiều. Nếu tuần vừa rồi vắng là mình được coi như là 300 đồng tiền tê, chưa kể tiền mặt. Nếu mà tính ra cả tiền mặt nữa là mình cả gần 400 nhá. Đấy, còn giống như mình nói đúng ra là ở bên này thì mình thấy cái nghề nail này nó có giá trị thật. Nếu như mình quyết tâm mình làm thì mình sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Và nó có thể là cơ hội mà làm cho mình lo được cho gia đình mình, cho con cái mình đi học. Thì tất cả những gì mình nói là mình phải có sức khỏe mình mới làm được, chứ không phải là thật sự ra cái nghề nào thì cũng phải bỏ sức khỏe ra thôi, không thì bỏ đầu óc, thì cái nào nó cũng đau đớn hết. Thì giống như mình đi làm bao nhiêu năm thì mình rất là đau lưng, mình không có làm được nhiều như ngày xưa nữa. Bây giờ mình làm cũng vừa làm vừa chơi thôi, chứ thật sự mà bảo làm thật sự như ngày xưa thì mình không làm được. Mà ví dụ giống như còn cái cơ hội để mà mình nói sơ cho mọi người, nếu như các bạn mà kiếm ở một cái tiệm nail nào mà nó đông khách ấy, thì mọi người kiếm được rất là nhiều tiền. Còn giống như ngày xưa mình làm bột rất nhiều, nhưng mà cái giá tiền của cái thời nó rất là đèo ấy.
nó cho nên mình làm một ngày không được bao nhiêu, nhưng mà bây giờ giá cả nó cái tiền neo này nó có tăng lên một chút xíu cho nên mình làm nó cũng được. Còn mọi người nói là 10.000 một tháng là có thật nhá, mình tin chắc vào điều đấy bởi vì mình dự theo cái công sức mình làm hàng năm, mình hiểu hàng tháng và tiền mình cộng mình biết là có. Có thể là tháng này 6.000, tháng kia 8.000, là tùy theo cái giống như lễ ngày thường, mỗi lúc nó mỗi khác một chút xíu. Bằng khách quá, vợ mình tự design cho tay luôn này. Đang làm gì vậy? Vẽ French đầu móng. Mọi người thấy vẽ không cần cắt mà nhìn chuẩn không? Không bị lệch lạc gì hết nhé. Vẽ rất là quen. Tự vẽ luôn. Đang vẽ bằng tay phải. Thuận tay trái nhưng vẽ tay phải. Hiện hôm nay chắc ở bên ngoài nó nóng quá nên hơi vắng chút. 100 là mấy. Hôm nay lọc quá vắng. Vậy là hôm nay không gặt hái thành công. Hôm nay không có gặt hái thành công. Ok mọi người ơi, vợ mình mới có một người khách nữa này. That's what you want, right? Yes sir. Yeah. Người đó là muốn design nail như này nhá. Bây giờ vợ mình sẽ tháo tay ra rồi làm. Hôm nay vắng quá. Ngồi đợi 2 tiếng mới có một người khách. Đó, bây giờ đang tháo ra này. Design một bộ như này luôn. Lát mọi người mình sẽ quay xem mọi người đánh giá xem có giống được như này không nhá. Cái này là ombre đúng không? Pink and white. Pink and white. Này. Thấy giống trong thiết chờ được nửa đường chưa? Em đã vẽ hình lên đâu mà biết? Đâu có vẽ, nó chỉ vắt ra mấy cái foil này. Vị này bước cuối cùng nhé. Các bạn theo chân mình xem. Vắng quá mọi người ơi, hôm nay mình không gặt hái được nhiều. Họ đang design xong rồi. Chỉ ba cái thả ba cái này vô thôi. Cái thì nó cho hết ngón, có cái thì chỉ cho tí thì gấp. Này, ngón cái này em thả tầm 7. Cái này em chỉ để bên hông này. Để bên hông thôi. Để hết thì nó cũng không có đẹp. Gọi là để cho có này kia. Này là ngón này mình sẽ ombre đi xuống một tí. Trên nhiều thì bắt đầu nhả nó xuống. Chuẩn bị đi về rồi mọi người ơi. Mọi người thấy không, 8 giờ tối nhá, vẫn còn nắng, ra đây vẫn còn hầm hập luôn. Đây là cái tiền ngày làm của vợ mình ngày hôm nay này. Đó. Làm tổng cộng
hôm nay rất là vắng luôn, ngồi chơi mấy tiếng đồng hồ. Tổng cộng là làm được 187 đô, cộng thêm là 60 đô tiền tip là được khoảng 250 ngày hôm nay mọi người. Nói chung là làm neo cũng giống như mình đi câu cá ấy, có ngày nọ ngày kia. Thì mình muốn nói ở đây ý, điệu chung lại là nghề neo này kiếm ra được tiền. Và nếu mọi người chăm chỉ có tay nghề có thể làm được đến 10.000 một tháng. Cho nên mình khuyên ý, những bạn nào mà có ý định chuẩn bị sang Mỹ định cư hoặc có cơ hội sang Mỹ định cư làm việc, nên học lấy cái nghề neo. Học trước ở Việt Nam đi, sang Mỹ chỉ làm 1-2 tháng là mình quen ngay thôi à. Từ tiệm neo chỉ mình nghĩ chỉ làm độ 3-4 năm là có tiền mua được nhà, mua được xe luôn. Ở nước Mỹ này là một cái đất nước mà cơ hội cho tất cả mọi người, mình chỉ có cố gắng hay không thôi mọi người. Thấy không? Nói chung là vừa làm vừa chơi, hôm nay rất là vắng, cũng được gần 300. Cả tiền tê trong thẻ và tiền mặt nữa thì nói chung được gần 300. Mọi người thấy 300 một ngày ngon ơ. Tất nhiên là phải có tay nghề. Mọi người nếu mà yêu quý mình, làm ơn ấn like, subscribe cũng như chia sẻ kênh của mình để động viên tinh thần cho mình cũng như vợ mình. Ok, hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Thank you.